tụi mình sẽ tặng cho bạn một bảo bối nha. Thiệt không? Mình nói chơi thôi à. Được rồi em ơi. Lại nha. Xin cái ra thôi. Xin cái ra thôi. Xin cái ra thôi. Sao không suy nghĩ nhúc nhích vậy? Bạn làm theo mình nè. Người đứng thẳng, hai tay thả lỏng, sau đó là chú ý tới hơi thở. Hít thật sâu. Cuối cùng là phải tập trung vào con búp bê. Cử động đi, cử động đi. Chiên cái ra thôi. Nhưng không được. Chiên cái ra thôi. Nhìn kìa, mấy cô nói chịu cử động rồi. Bạn giỏi thiệt đó. Bạn ráng làm thử lần nữa đây. Được rồi. Chiên cà ra thôi. Hay quá. Chiên cà ra thôi. Chiên cà ra thôi. Chiên cà ra thôi. Bạn thôi đi mà. Cho mình xin lỗi bạn nha. Xin lỗi. Mình ta làm được cho nên mình mừng quá, mình cười thôi.